Sốc, nghi án ca sĩ Châu Việt Cường bóp cổ bạn gái tử vong tại nhà riêng. Công an thành phố Hà Nội xác nhận, ca sĩ Châu Việt Cường vừa gây ra cái chết cho một cô gái trên địa bàn phường Cống Vị, Ba Đình. Chiều ngày 5 tháng 3, Trung tá Phạm Văn Thịnh, trưởng công an phường Cống Vị đã xác nhận thông tin ca sĩ Châu Việt Cường vừa gây án mạng trên địa bàn. Cơ quan công an đang có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi. Theo đó, nhóm đối tượng khoảng 5 người, trong đó có Châu Việt Cường tụ tập và có biểu hiện sử dụng ma túy. Sau đó, Châu Việt Cường đã xuống tay sát hại một cô gái trong nhóm này. Hiện phòng hình sự, công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với công an quận Ba Đình, tiếp tục khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ án. Châu Việt Cường là ca sĩ theo dòng nhạc trẻ trữ tình. Anh được khán giả biết tới qua các ca khúc Bạc Trắng Tình Đời, Liều Thuốc Yêu, Tình Chết. Đầu năm 2012, Châu Việt Cường vướng phải lùm xùm vì bị một fan nữ kiện anh với tội danh cưỡng hiếp. Tuy nhiên, vụ việc chưa được thụ lý thì phía fan nữ đã rút đơn tố cáo. Đầu năm 2014, Châu Việt Cường lại tiếp tục bị khán giả tung clip tố nam ca sĩ có những lời lẽ thô tục, ham dọa với chủ quán nước. Trong vụ việc này, nam ca sĩ cũng hùng hổ đứng dậy thách thức chủ quán đánh nhau với mình. Như vậy, trong hơn 10 năm hoạt động trong showbiz, mặc dù chưa thực sự gây được ấn tượng với khán giả về âm nhạc, nhưng nam ca sĩ Châu Việt Cường đã sở hữu khá tai tiếng. Đôi nam nữ ngạt khí khi ngủ trong ô tô đóng kín cửa, một người tử vong. Ngày 4 tháng 3, trên địa bàn xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, xảy ra một tai nạn hy hữu đặc biệt nghiêm trọng, khiến một người thiệt mạng và một người khác đang trong tình trạng nguy kịch, sau khi cả hai cùng ngủ trong một chiếc xe tải đông lạnh. Nạn nhân thiệt mạng được xác định là ông Nguyễn Hữu Dũng, 40 tuổi, tài xế xe tải. Người đang nguy kịch là Nguyễn Thị Quân, 39 tuổi, cả hai cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận. Vụ việc được phát hiện vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, khi người dân phát hiện chiếc xe tải trên dừng bên vệ đường quốc lộ 20B nối Ninh Thuận với Đà Lạt. Thời điểm được phát hiện, động cơ xe ô tô đã tắt, nhưng chìa khóa vẫn để ở trong, hai cửa xe đóng kín. Khi người dân mở cửa đã thấy ông Dũng tử vong, còn bà Quân bị hôn mê. Ngay sau đó, người dân đã đưa bà Quân đến cơ sở y tế, nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân của vụ việc ban đầu được xác định có thể do hai nạn nhân bị ngạt khí khi ngủ trong ô tô đóng kín cửa. Theo cơ quan chức năng địa phương, cả hai nạn nhân là người buôn bán hải sản đông lạnh từ Ninh Thuận lên Đà Lạt. Sáng cùng ngày đã đi xe đông lạnh chở hàng lên, nhưng có thể do bị mệt nên dừng xe bên vệ đường ngủ nghỉ. Sau đó đã xảy ra vụ việc thương tâm trên. Ngay khi phát hiện vụ việc, cơ quan công an đã đến khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc. Nhưng do người nhà nạn nhân Nguyễn Hữu Dũng từ chối khám nghiệm tử thi, nên cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình. Cần cẩu chạm dây điện trung thế, tài xế chết thương tâm. Cơ quan chức năng xác định tài xế đã bị điện trung thế giật tử vong trong lúc dùng cần cẩu để cẩu hàng. Sáng 5 tháng 3, Trung tá Võ Thị Hoài Ngọc, trưởng công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện này đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tài xế bị điện giật chết khi đang điều khiển xe cẩu, xảy ra địa phương. Thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 2 tháng 3, trên tuyến quốc lộ 80, đoạn gần cầu Simona thuộc xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, xảy ra vụ tai nạn thương tâm, khiến tài xế xe cẩu tử vong và phụ xe bị thương rất nặng do bị điện trung thế giật. Người điều khiển phương tiện là anh Nguyễn Hoàng Giang, sinh năm 1986, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Phụ xe là anh Phan Văn Bình, sinh năm 1989, ngụ ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò. Anh Giang lái xe cẩu hàng thuê cho một doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn huyện Lai Vung. Do bất cẩn trong lúc điều khiển xe, chiếc cần cẩu đã chạm vào đường dây điện trung thế, nên tài xế bị điện giật bên trong cabin. Khoảng 10 phút sau đó, anh Bình chạy đến mở cửa xe để giải cứu anh Giang, nhưng bị điện giật ngã xuống đất. Hậu quả, anh Giang đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Trong khi đó, anh Bình được người dân ở gần đó hỗ trợ sơ cứu ban đầu, trong tình trạng bị cháy một bàn tay và hai chân. Sau đó, anh Bình được chuyển lên Sài Gòn tiếp tục điều trị. Sau U23 Việt Nam bị công ty ở Đức cho vào trong, Quang Hải cũng sững sờ. Trước thông tin một công ty quản lý riêng có trụ sở ở Đức quản lý Quang Hải, tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội và U23 Việt Nam đã lên tiếng. Trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt mới đây đã cập nhật thông tin tiền vệ Nguyễn Quang Hải đang khoác áo câu lạc bộ Hà Nội của Bầu Hiển, có công ty quản lý riêng ở Đức. Công ty này có trụ sở tại Đức và có người đại diện là ông Tony Nguyễn. Thực sự tôi mới đọc qua thông tin này trên báo và thấy rất bất ngờ. Từ trước tới nay tôi chưa có mối liên hệ với công ty nào bên Đức cả. Tôi cũng không biết họ là ai, không biết người đại diện Tony Nguyễn là ai, Quang Hải khẳng định. Tin về câu lạc bộ Hà Nội cho biết, anh đang tập trung cho mùa giải mới, vì thế mà những thông tin kiểu như này không muốn quan tâm, còn nếu ai muốn biết thì đi hỏi VFF. Trong khi đó, một lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội cũng lên tiếng khẳng định, Quang Hải vẫn là cầu thủ thuộc biên chế của đội bóng thủ đô, bất cứ công ty nào, cá nhân nào muốn làm đại diện, quản lý riêng tiền vệ này đều phải có sự đồng ý của phía câu lạc bộ Hà Nội. Vụ việc của Quang Hải khá giống với thủ môn Bùi Tiến Dũng mới đây, tuy nhiên thực tế những thông tin trên trang chuyển nhượng quốc tế về Quang Hải khá sơ sài, thậm chí ngay cả ảnh đại diện của Quang Hải không có, vì thế hoàn toàn có thể hiểu việc một công ty ở Đức đứng ra làm quản lý của tiền vệ U23 Việt Nam là hoàn toàn không có cơ sở. Kể từ vòng chung kết U23 châu Á 2018, Quang Hải vụt sáng thành ngôi sao không chỉ của bóng đá Việt Nam, mà còn của cả khu vực. Nhiều đội bóng Thái Lan, thậm chí Nhật Bản và Hàn Quốc đang rất muốn có chữ ký của tiền vệ nhỏ con này. Được biết, Muangthong United của giải vô địch Thái Lan đã gửi thư mời Quang Hải về thi đấu. Trước đó, tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội cũng đã lọt vào tầm mắt săn đón của Buriram United. Chưa hết, có thông tin đội bóng đang chơi ở J-League 2 của Nhật sẵn sàng đền bù hợp đồng để Quang Hải trở thành cầu thủ tự do, sau đó sẽ sang Nhật Bản thi đấu cho đội bóng này. Tuy nhiên, đến thời điểm này câu lạc bộ Hà Nội vẫn khẳng định sẽ giữ Quang Hải ở lại để tiếp tục mài ngọc. Quan điểm của đội bóng thủ đô là Quang Hải còn trẻ nên cơ hội ra nước ngoài thi đấu sẽ rất nhiều phía trước. Ông Nguyễn Lân Trung sẵn sàng nếu làm phó chủ tịch VFF. Ông Nguyễn Lân Trung cho biết, tôi cũng khá bất ngờ khi biết tin mình được các liên đoàn, tổ chức thành viên đề cử vào vị trí phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông. Bản thân tôi đã từng đảm nhận vai trò này, nên đây cũng là một lợi thế. Chắc chắn, kinh nghiệm của mình sẽ giúp tôi làm tốt vai trò này. Đại hội nhiệm kỳ khóa 8 của VFF sẽ được tổ chức vào tháng 4 tới đây. Vì sao ban kỷ luật VFF chỉ giảm án cho Minh Nhật? Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết, đơn xin giảm án của Minh Nhật được gửi cho ban kỷ luật VFF cách đây 2 tháng. Xét thấy cựu thủ môn Long An có gia cảnh khó khăn, mẹ già con thơ, nhận biết được hành vi sai trái và có thái độ ăn năn, hối lỗi. Sau khi nhận án treo cũng tích cực chủ động xin các câu lạc bộ tập luyện để duy trì phong độ, nên ban kỷ luật VFF đã đi đến quyết định giảm án. Về trường hợp của Huỳnh Quang Thanh, ông Nguyễn Hải Hường cho biết, ban kỷ luật VFF không nhận được đơn xin giảm án của cầu thủ này. Kế hoạch du đấu châu Âu của tuyển Thái Lan gây bão dư luận. Kế hoạch du đấu châu Âu của tuyển Thái Lan do huấn luyện viên trưởng Rajai Vác lập ra đang gây bão dư luận. Theo kế hoạch mà huấn luyện viên trưởng Rajai Vác đề xuất, tuyển Thái Lan sẽ tới châu Âu để tham dự một trại tập huấn hè kéo dài 2 tuần trong kỳ nghỉ giữa mùa ở Thái Lan vào tháng 5 và tháng 6. Cụ thể, điểm đến của chuyến tập huấn này là Áo, và tại đây, Thái Lan sẽ có một số trận giao hữu với các câu lạc bộ của Áo. Tuy nhiên, kế hoạch này bị các câu lạc bộ trong nước phản đối kịch liệt và khiến cho quan hệ giữa các ông chủ đội bóng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan thêm căng thẳng. Chủ tịch câu lạc bộ Buriram United nghi ngờ về tính khả thi của kế hoạch. Ông đặt ra hàng loạt câu hỏi, ai sẽ là người chi trả các khoản đi lại? Chỉ cần nghĩ đến việc di chuyển thôi cũng sẽ mất 4 ngày để đi và về. Các cầu thủ còn phải làm quen với thời tiết, trải qua đủ thứ rắc rối, chỉ để chơi có 2 trận hình thức. Theo ông chủ của nhà đương kim vô địch Thái League, chuyến tập huấn này nếu diễn ra sẽ cướp đi khoảng thời gian nghỉ giữa mùa quý giá của các cầu thủ và khiến họ kiệt sức, đồng thời cho rằng những lợi ích của chuyến đi là không nhiều. Có thực sự đáng để chơi những trận đấu mang tính khởi động với các đội châu Âu hay không? Ông chủ của Buriram hỏi. Theo ông, Thái Lan nên thi đấu với Hàn Quốc, Nhật Bản hay các đội châu Á khác, bởi phong cách của các đội châu Âu rất khác biệt. Và việc chọn nơi tập huấn, đối thủ tập huấn có thể ảnh hưởng đến khả năng của các cầu thủ trong việc đối phó với các đội châu Á mà Thái Lan phải thường xuyên đối mặt. Dù không lên tiếng, nhưng một số câu lạc bộ khác cũng phản đối kế hoạch này, Văn Cách sẽ không nhả người khi đội tuyển Thái Lan tập trung như cách họ đã làm. Tuyển Thái Lan đã chơi một số trận trong năm ngoái, mà thiếu vắng các trụ cột trong đội hình. Vì lý do tương tự, U23 Thái Lan cũng đã mang một đội bóng kém cỏi đến giải vô địch U23 châu Á năm nay tại Trung Quốc, để rồi bị loại ngay từ vòng bảng, trong khi đối thủ hàng đầu của họ ở Đông Nam Á là Việt Nam tiến đến trận chung kết. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé!